Và buổi sáng cuối tuần này thì không biết rằng là các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ gợi ý món gì đây, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyên mục này đúng không Phương Thảo ha? Dạ, hôm nay thì là một cái ngày cuối tuần quý vị ạ. Cuối tuần á thì không biết là anh Hải Triều như thế nào, nhưng mà tôi tin rằng sẽ có rất là nhiều người chúng ta chọn phương án đó là ngủ dậy muộn hơn một tí. Mình hay nói dân giả là ngủ nướng ấy ạ. Dạ vâng ạ. Vì cả tuần thì mình đã làm việc khá là vất vả rồi, và cuối tuần thì chúng ta tranh thủ thời gian để mình có thể kéo dài giấc ngủ hơn. Thế nhưng mà việc mà chúng ta phải dậy muộn hơn thì cái điều mà chúng ta phải đi tìm một cái món ăn sáng nó cũng khá là khó đúng không ạ? Dạ, làm sao để mà chúng ta vừa có thể đảm bảo được bữa sáng của mình mà cũng không quá no để chúng ta còn dùng bữa trưa nữa đúng không ạ? Như vậy thì cái phương án nào được đưa ra đây? Đó chính là một bữa ăn đặc biệt mà những người phương Tây thường hay áp dụng, và chúng ta sẽ cùng gặp chị Kiều Trang để xem gợi ý của chị Kiều Trang ngày hôm nay là gì quý vị nha. Brunch là gì nhỉ? Đó chính là sự chơi chữ kết hợp của breakfast là bữa sáng và lunch là bữa trưa. Nếu như mà mọi người có những ngày cuối tuần này muốn ngủ dậy muộn một chút, không muốn mất quá là nhiều thời gian chuẩn bị cho bữa trưa và vẫn chưa biết ăn gì, thì hãy cùng Trang khám phá một bữa brunch ngày hôm nay nhé. Brunch có nguồn gốc từ Anh từ cuối thế kỷ 19 và trở nên phổ biến tại Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 20. Về căn bản thì brunch là một bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa, nên thông thường nó sẽ có tổng hòa của cả hai loại món ăn. Tuy nhiên, do khái niệm brunch có nguồn gốc từ Anh và Mỹ, nên các món ăn cũng là những món phổ biến của hai nước này. Ngày hôm nay, Trang đang có mặt tại Avos and Mango tại đường Đặng Thanh Mai, Tây Hồ. Là một nét văn hóa của phương Tây, nên có thể thấy phần lớn khách ở đây cũng là người nước ngoài. Với địa điểm ngay tại Hồ Tây, nên sự đông đúc của khách nước ngoài ở đây cũng là điều dễ hiểu. Trang đang gọi cho mình hai món ăn ở đây. Như mọi người có thể thấy ở trên bàn, đây là hai món ăn sáng cũng rất là đặc trưng của người nước ngoài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một đĩa toast, chính là bánh mì này. Bánh mì thì sẽ được ăn kèm với trứng omelette này, thịt xông khói này, và một chút hoa quả là bơ và xoài. Và món thứ hai cũng là một món rất là đặc biệt mà rất là nhiều người nước ngoài yêu chuộng, đó chính là món pancake. Pancake thì người nước ngoài thường được gọi là những cái món bánh home cook mà làm ở nhà ấy ạ. Ví dụ như là mẹ sẽ chuẩn bị cho cả gia đình chẳng hạn này. Pancake này thì chúng ta sẽ ăn cùng với rất là nhiều cái loại trái cây, cùng với cả syrup lá phong, một cái loại syrup mà cũng rất là lạ đối với người Việt đúng không ạ? Và ngoài ra thì Trang cũng có gọi thêm hai đồ uống. Thực ra là đồ uống này là của cả anh quay phim nữa nha. Một điều mà Trang rất là thích ở quán này đấy là ngoài cái việc có không gian rất là đẹp và thoải mái, thì các cái đồ ăn đồ uống cũng rất là sáng tạo và được trình bày rất là đẹp mắt. Đây là một cốc sinh tố là bơ và xoài này, có hẳn nguyên một lát xoài sẽ được dùng để trang trí như thế này. Còn đây là một cốc cà phê dừa được đựng trong một quả dừa luôn. Bây giờ mời mọi người hãy cùng thưởng thức với Trang nhé. Tên của quán ăn là Avos and Mango, cho nên là chúng ta cũng có thể thấy là thành phần xoài và bơ thì xuất hiện rất là nhiều trong những món ăn của quán này. Như đĩa toast này thì chúng ta có thể thấy là có một phần xoài này, một phần bơ ở đây này. Và sau khi mà Trang ăn thử thì Trang thấy là các cái phần này nó hòa quyện với nhau làm cho món ăn rất là ngon, rất là tươi, không bị ngấy. Phần thịt xông khói thì cũng rất là thơm, và phần trứng omelette thì rất là mềm, và tất cả hòa quyện với nhau thì làm một cái món toast rất là đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng cho một ngày cuối tuần đấy. Và bên cạnh thì chúng ta sẽ có một đĩa pancake này. Pancake thì chúng ta sẽ ăn cùng với cả syrup lá phong này. Đây, Trang sẽ dưới đều lên. Đấy, với những món ăn này thì hoàn toàn là chúng ta có thể ngồi ăn khá là nhanh nhẩn. Vài tiếng đồng hồ vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè hoặc là gia đình chẳng hạn. Không cần là phải lo mình ăn sáng quá là trễ hoặc là ăn trưa quá là sớm. Thậm chí là ở đây phục vụ là breakfast all day luôn mọi người ạ. Tức là mình sẽ có những cái món ăn này cả ngày luôn. Phần phải đến 70% đến 80% là khách nước ngoài. Đặc trưng của người nước ngoài nên là bếp của bọn em ấy, và cái đồ ăn, đồ uống bọn em làm sao cái hương vị nó cũng không phải là quá bỡ ngỡ, làm sao để cân bằng được giữa cái khẩu vị của người Việt Nam và người nước ngoài.
Hy vọng là sáng nay ăn gì ngày hôm nay đã giới thiệu đến cho quý vị và các bạn thêm một sự lựa chọn hấp dẫn trong những ngày cuối tuần để có thể dành thời gian bên bạn bè và gia đình. Còn bây giờ thì có lẽ là Trang sẽ tiếp tục bữa brunch của mình đây. Ngày cuối tuần mà không có gì phải vội đúng không mọi người?